Hai xin mến chào cô chú anh chị nha. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 3. Thì hôm nay vườn con lên cái clip này á để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú mình, đó là một cái lô siêu hoa. Thì cô chú mình xem tham khảo thấy ưng ý thì liên hệ vườn con ha. Lô siêu hoa này vườn con đã quấn cái thân nó quá như thế này. Và hiện tại bên vườn con đang giao lưu với giá rất là rẻ nha. Đó, cây như trên màn hình của chúng mình hiện tại đang thấy là vườn con đang bán giá chỉ có là 16.000 một cây thôi, lên Sam siêu hoa ha. Giá thanh lý 16.000 một cây, giá cực kỳ mềm. Giá là chưa có bao gồm phí vận chuyển nha, và ship từ 5 cây trở lên. Thì cô chú mình có nhu cầu mua thì alo vườn con nha. Qua số điện thoại là 0387849762 gặp Mẫn. Vườn con lấy ngẫu nhiên ha. Đó, dạng đó là 16.000. Còn siêu hoa cũng là dạng quái. Nhưng cái dạng này nó đẹp hơn một tí. Vườn con đang thanh lý với giá là 19.000 một cây. Đó, giá cũng chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Thì cô chú mình có mua thì alo. Thì clip này con lên mấy cây siêu hoa thôi. Đó, quấn quá vậy đó. Thì vườn con cũng còn số lượng ít thôi cô chú anh chị. Đợt này thanh lý ha, xong bắt đầu bán lại. Thanh lý hết nguyên vườn luôn. Thì cô chú mình có nhu cầu mua thì cứ alo. Nói mấy cây dáng quái vậy đó. Về cô chú mình chơi bonsai mini ha. Giá là 19.000 một cây. 19.000 một cây nha, siêu hoa. Còn nếu như cô chú mình có muốn mua cái dạng nhỏ này nữa thì giá nó rất là mềm. Thì con quay cô chú mình coi luôn. Dạng này cũng 19.000 nhưng mà vườn nó to hơn một tí. Vườn con đã cắt tỉa đồ lại vô chậu hết rồi. Cây khá là đẹp nha. Đó, quấn quái hết rồi ha. Giá chỉ có 19.000 một cây thôi. Cô chú mình có nhu cầu mua thì alo nha. Loại này là loại cắt tỉa rồi, cô chú mình nói rõ để thôi con gửi lộn. Còn hiện tại con đang có một cái lô phôi này giá cực kỳ rẻ luôn. 70.000 một cây. Sam siêu bông quấn quái như thế này ha. Giá 70, cô chú mình có nhu cầu mua thì alo vườn con nha. Rồi, cảm ơn cô chú đã xem kênh và ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất là nhiều. Thì vườn con xin kết thúc và tạm dừng video tại đây. Thì con xin mến chào ạ.